Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mẫu túi đựng iPad với cái hoa văn giống như thế này. Ở cái mẫu móc này, chúng ta sẽ móc cái mũi móc là mũi móc đơn. Trước tiên, các bạn sẽ móc cái phần cái thân túi trước. Sau khi móc xong cái phần thân túi, các bạn sẽ móc đến cái nắp túi. Và sau đó chúng ta sẽ móc cái hoa trang trí ở phía trên. Ở cái mẫu hoa này, mình sẽ móc trực tiếp vào cái túi. Trước tiên, chúng ta sẽ móc cái phần cái thân túi. Ở đây mình sẽ dùng hai cái màu chỉ khác nhau để móc cho cái túi của chúng ta nó sẽ nổi lên. Và mình sẽ móc theo cái chiều đứng, cái chiều dài. Sau khi đã móc xong cái phần cái thân túi, các bạn sẽ móc tiếp cho mình cái nắp túi ở phía trên. Chúng ta sẽ móc cái nắp túi ở phía trên này. Và sau đó các bạn sẽ nối cái nắp túi lại với cái thân túi để có được một cái túi hoàn tất. Trước tiên chúng ta sẽ móc cái phần cái thân túi. Các bạn sẽ móc trước tiên cho mình là một dây móc xích dài 35 mũi móc xích. Ở đây mình sẽ dùng cái kim móc số 5 để móc cho nó nhanh. Để bắt đầu, chúng ta móc một dây móc xích dài 35 mũi móc xích cho mình. Chúng ta móc mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Thứ năm. Mũi thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Thứ chín. Thứ mười. Các bạn móc lần lượt đến cái mũi móc xích sau cùng, mũi móc xích thứ 35 cho mình. Như vậy là chúng ta đã vừa móc xong cái dây móc xích dài 35 mũi móc xích. Các bạn sẽ móc cho mình cái hàng móc đầu tiên. Để bắt đầu hàng móc thứ nhất, chúng ta sẽ bỏ cái chân móc đầu tiên này đi. Các bạn sẽ móc từ cái chân móc thứ hai lần lượt 33 mũi móc đơn cho mình. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Chúng ta móc tiếp mũi móc đơn thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi thứ chín. Mũi móc đơn thứ mười. Mũi thứ mười một. Mũi thứ mười hai. Mũi thứ 13. Mũi thứ 14. Mũi thứ 15. Mũi móc đơn thứ 16. 17. Mũi thứ 18. Mũi thứ 19. Mũi móc đơn thứ 20.
Ủa, thứ 21. 22. Ủa, thứ 23. 24. Ủa, thứ 25. 26. Ủa, thứ 27. 28. 29. 30. Mũi thứ 31. 32. Sau cùng là mũi móc đơn thứ 33. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa có được 33 mũi móc đơn vào 33 chân móc tất cả. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình ở cái chân móc sau cùng 3 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Sau khi móc xong 3 mũi móc đơn cùng một chân, chúng ta cũng sẽ móc tiếp cho mình 33 mũi móc đơn vào 33 chân móc. Mũi thứ nhất. Tiếp tục mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Mũi thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi thứ chín. Mũi thứ mười. Mũi thứ mười một. Mũi thứ 12. 13. Tiếp tục mũi thứ 14. 15. Mười sáu. Mười bảy. 18. 19. 20. 21. 22. Mũi thứ 23. Mũi móc đơn thứ 24. Mũi thứ 25. Mũi móc đơn thứ 26. 27. 28. 29. 30. Mũi thứ 1. Ba mươi hai. Và sau cùng là mũi móc đơn thứ 33. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa có được 33 mũi móc đơn vào 33 chân móc. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình cái chân móc kế bên 3 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau cùng là một mũi dời để kết thúc cái hàng móc thứ nhất này cho mình.
Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ nhất với mỗi bên là 33 mũi móc đơn vào 33 chân móc và hai đầu là mỗi 3 mũi cùng một chân. Tiếp tục hàng móc thứ hai. Trước tiên các bạn móc lên một bính. Sau đó chúng ta sẽ móc lần lượt 72 mũi móc đơn vào 72 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi thứ chín, mũi thứ mười, mũi móc đơn thứ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mũi thứ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, mũi thứ 33, ba mươi bốn, tiếp tục mũi thứ 35, mũi móc đơn thứ 36, 37, 38, 39, 40, mũi thứ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Các bạn móc tiếp mũi thứ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70. 71. Sau cùng là mũi móc đơn thứ 72. Sau khi móc xong 72 mũi móc đơn, các bạn sẽ đâm kim móc vào cái chân móc xích mà chúng ta vừa móc lúc bắt đầu hàng móc thứ hai. Các bạn móc cho mình một mũi dời vào đây để kết thúc hàng móc thứ hai. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ hai với 72 mũi móc đơn vào 72 chân móc. Từ hàng móc thứ ba trở đi, các bạn sẽ lặp lại cách móc của hàng móc thứ hai. Để bắt đầu hàng móc thứ ba, trước tiên chúng ta móc lên một bính. Sau đó các bạn móc mũi móc đơn thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi thứ chín, mũi thứ mười, 11, 12. Các bạn móc tiếp mũi móc đơn thứ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mũi móc đơn thứ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Chúng ta móc tiếp mũi móc đơn thứ 33, 34, mũi thứ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, và sau cùng là mũi móc đơn thứ 72. Sau khi móc xong 72 mũi móc đơn, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào cái chân móc xích. Lúc bắt đầu móc một mũi giờ cho mình. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ ba. Sau khi móc xong hàng móc thứ ba, lúc này cái đáy túi của chúng ta, các bạn bẻ gập nó lại thì nó đã có được cái hình dáng giống như thế này. Chúng ta đã có được cái đáy túi có cái hình dáng giống như thế. Mặc dù cái hình dáng này nó chưa có định hình lại vì chúng ta chỉ mới có móc được có ba cái hạt móc thôi, nhưng các bạn đừng có lo, không sao hết. Chúng ta sẽ móc lặp lại cách móc của hàng móc thứ hai cho mình. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến khi nào cái chiều dài cái thân túi nó vừa với cái chiều dài của cái iPad thì các bạn ngưng lại. Các bạn móc lên từ từ thì cái túi của chúng ta nó sẽ định hình lại, nó sẽ không có bị bè ra giống như mà ba hàng móc mà chúng ta vừa móc nữa. Ở đây mỗi một cái màu móc mình móc khoảng 8 đến 10 hàng móc. Các bạn để ý cho mình, nếu như các bạn móc đúng cái chỗ mà kết thúc mỗi một cái hàng móc, chúng ta sẽ dùng kim móc vào cái chân móc xích đầu tiên, thì ở các cái hàng móc tiếp theo nó sẽ chạy từ từ thành một cái đường viền giống như thế này, chứng tỏ là chúng ta móc nó không có bị thừa mũi hoặc là thiếu mũi. Còn nếu như mà các bạn móc mà cái đường viền này, cái đường này nó không có đều, nó bị lệch hoặc là nó không có rõ, cái viền nó lên nổi lên như vậy thì chứng tỏ là cái hàng móc của chúng ta nó bị thiếu mũi hoặc là thừa mũi. Vì vậy các bạn sẽ lưu ý kỹ lại cho mình, các bạn cứ móc một màu trắng, sau đó đến màu xanh, trắng, xanh, trắng, xanh, đến khi nào cái thân túi nó vừa với cái chiều dài của cái iPad thì chúng ta sẽ ngưng lại. Cách móc các cái hàng móc còn lại sẽ móc giống như hàng móc thứ hai, không có cái gì khác biệt hết, nên các bạn sẽ từ từ mà móc cho mình. Tiếp tục mình sẽ móc đến cái phần cái nắp túi ở phía trên. Ở cái nắp túi này chúng ta sẽ móc theo cái kiểu là tăng mũi móc từ từ. Cách móc thì cũng không có gì mà phức tạp hết. Chúng ta sẽ móc thay vì là một cái vòng tròn thì ở đây chúng ta sẽ móc nửa vòng tròn để có được cái nắp túi. Các bạn sẽ lưu ý cái hàng móc nó sẽ tăng mũi từ từ. Ở đây mình sẽ móc cơ bản vài hàng móc đầu tiên để cho các bạn dễ hình nhìn thấy thôi. Trước tiên, chúng ta sẽ móc một dây móc xích dài 5 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó là một mũi dời để nối hai đầu dây lại với nhau tạo thành một cái vòng tròn. Tiếp tục, để bắt đầu hàng móc thứ nhất, bạn móc lên cho mình một bính. Sau đó chúng ta sẽ móc tiếp 4 mũi móc đơn cho mình. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi móc đơn thứ tư. Vì cái bính đầu tiên chúng ta sẽ tính là một mũi móc đơn, nên ở cái hàng móc này
Mặc định chúng ta sẽ có tất cả là 5 mũi móc đơn tương đương với 5 ô móc. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ hai, trước tiên cũng là một bính. Sau đó là một đơn cùng chân với cái bính vừa móc. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục chúng ta móc hai đơn cùng chân 4 lần. Để có tất cả là 5 ô móc cho mình. Các bạn móc tiếp hai đơn cùng một chân lần thứ nhất. Chúng ta móc tiếp lần thứ hai, hai mũi móc đơn cùng một chân. Lần thứ ba, hai mũi móc đơn cùng một chân. Sau cùng là lần thứ tư, các bạn móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy là chúng ta đã có được cái hàng móc thứ hai với mũi móc đơn cùng một chân, tất cả là 5 ô móc. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba, ở mỗi một ô móc chúng ta sẽ móc tất cả là 3 mũi móc đơn. Các bạn móc trước tiên là một bính, sau đó quay ngược lại, móc một mũi móc đơn cùng chân với cái bính vừa móc. Sau đó là một mũi móc đơn vào kế bên. Như vậy chúng ta có được cái ô móc đầu tiên. Tiếp tục ô móc thứ hai. Trước tiên là hai đơn cùng một chân. Một đơn vào kế bên. Các bạn móc tiếp ô móc thứ ba. Trước tiên cũng là hai mũi cùng một chân. Sau đó là một mũi móc đơn vào kế bên. Chúng ta móc ô móc thứ tư, hai mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó là một mũi vào kế bên. Và sau cùng là ô móc thứ năm. Các bạn móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Một mũi móc đơn vào kế bên để kết thúc cái hàng móc thứ ba. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa có được cái hàng móc thứ ba. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ tư. Ở hàng móc thứ tư, chúng ta sẽ móc ở mỗi một ô móc là 4 mũi móc đơn. Chúng ta móc ô móc thứ nhất, một bính, sau đó quay ngược lại, móc một mũi móc đơn cùng chân với cái bính vừa móc. Tiếp tục là hai mũi móc đơn và hai chân móc tiếp theo. Các bạn móc tiếp ô móc thứ hai. Trước tiên cũng là hai mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó là hai mũi móc đơn vào hai chân móc kế bên. Các bạn móc tiếp ô móc thứ ba, hai mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó là hai mũi móc đơn vào hai chân móc kế bên. Ô móc thứ tư, hai mũi cùng một chân. Sau đó là hai mũi vào hai chân. Và sau cùng là ô móc thứ năm, cũng giống như 4 ô móc vừa móc. Hai mũi cùng một chân. Hai mũi vào hai chân tiếp theo.
Như thế là lúc này chúng ta đã vừa móc xong cái hàng móc thứ tư. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ năm. Từ cái ở hàng móc thứ năm, chúng ta sẽ móc 5 mũi móc đơn. Hàng móc thứ sáu là 6 mũi móc đơn, hàng móc thứ bảy là 7 mũi móc đơn. Và các bạn sẽ để ý ở cái mũi móc đơn đầu tiên và cuối cùng, nếu mà chúng ta thấy cái vòng tròn của chúng ta nó không có, nó có cái nguy cơ nó bị chụm lại, thì các bạn sẽ giảm mũi. Thay vì ở cuối cùng là hai đơn cùng một chân, thì các bạn chỉ móc cho mình một mũi móc đơn mà thôi. Giống như thế này, các bạn sẽ móc lần lượt đến khi nào cái miệng túi, cái hàng móc sau cùng nó vừa với cái thân túi thì các bạn sẽ ngừng lại. Và ở đây, ở cái chân móc này, chúng ta móc trước tiên là một mũi móc đơn, sau đó là 5 bính, tiếp tục là một đơn cùng chân. Để có cái chỗ mà lát nữa chúng ta sẽ gài cái nút vào đây. Sau khi đã móc được cái phần cái miệng túi, các bạn sẽ tiếp tục ráp cái miệng túi vào cái thân túi cho mình. Chúng ta sẽ móc ở cái mép ở phía sau. Các bạn sẽ luồn kim móc vào cái chân móc ở ngoài cùng. Các bạn luồn kim móc vào đây. Chúng ta móc một bính. Tiếp tục, các bạn móc một mũi móc đơn đầu tiên vào chân móc kế bên. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào cho móc tiếp theo. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Các bạn móc mũi thứ sáu. Chúng ta sẽ móc tiếp mũi móc đơn tiếp theo. Ở đây các bạn sẽ móc kéo chỉ làm sao cho cái miệng túi và cái thân túi nó đều với nhau. Nếu như các bạn canh mà cái miệng túi và cái thân túi nó bị so le, nó không có đều, thì khi thành phẩm cái túi của chúng ta nó sẽ không có được đẹp. Vì thế trong quá trình móc các bạn sẽ lưu ý giùm mình cho mình. Sau khi như vậy là chúng ta đã có được 10 cái mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc lần lượt cho đến cái mũi móc đơn sau cùng cho mình. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa ráp được cái miệng túi vào cái thân túi. Đây là cái một hàng móc đơn mà chúng ta đã vừa ráp lúc nãy.
Sau khi đã có được cái bị túi ráp vào cái thân túi, các bạn sẽ móc tiếp cái hoa văn trang trí ở phần thân túi và cái nút áo để kết vào cái túi. Để móc cái hoa trang trí, các bạn sẽ móc cho mình trước tiên là một dây móc xích dài 5 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Các bạn sẽ móc một mũi dời. Sau đó chúng ta móc lên một bính. Tiếp tục là 10 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi móc đơn thứ tám, mũi thứ chín và sau cùng là mũi móc đơn thứ 10. Sau khi móc xong 10 mũi móc đơn, chúng ta cũng dùng một mũi dời móc vào cái chân móc đơn đầu tiên. Như vậy là chúng ta đã có được cái phần cái nhị hoa. Các bạn sẽ móc cho mình cái lớp hoa đầu tiên. Chúng ta móc trước tiên là 3 bính. Sau đó các bạn móc tiếp hai kép cùng chân với 3 bính vừa móc. Các bạn móc mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Các bạn móc tiếp vào trong móc kế bên hai kép cùng chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp lên một bính và một mũi dời cùng chân để có được cánh đầu tiên. Như thế là chúng ta đã móc được cái cánh đầu tiên. Tiếp tục cánh thứ hai, chúng ta móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời, sau đó là ba bính, tiếp tục là hai kép cùng chân với ba bính vừa móc. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, các bạn móc tiếp vào cái hai kép cùng một chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, kế đến là một bính một dời cùng chân với hai kép vừa móc để có được cánh thứ hai. Chúng ta móc tiếp cánh thứ ba, trước tiên cũng là một mũi dời, sau đó là ba bính, tiếp tục là hai kép cùng chân với ba bính vừa móc. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, các bạn móc tiếp vào kế bên hai kép cùng chân. Tiếp tục là một bính một dời, chúng ta móc tiếp cánh thứ tư một mũi dời vào kế bên, sau đó là ba bính hai kép cùng chân với ba bính vừa móc. Mũi thứ hai, các bạn móc vào kế bên hai kép cùng một chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, sau đó là một bính một dời cùng chân với hai mũi kép vừa móc.
Chúng ta móc cánh sau cùng, cánh thứ năm. Một mũi dời vào kế bên. Sau đó là ba bính. Chúng ta móc tiếp hai kép cùng một chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Các bạn móc tiếp vào kế bên hai kép cùng chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Tiếp tục là một bính và một mũi dời xuống phía dưới. Như vậy là chúng ta đã có được cái lớp đầu tiên với 5 cánh hoa. Các bạn móc tiếp cho mình cái lớp thứ hai. Để bắt đầu móc lớp thứ hai, chúng ta sẽ quay ngược cái hoa lại ra phía sau. Các bạn móc lên 4 bính. Sau đó, các bạn sẽ móc vào giữa hai cái cánh kế bên. Chúng ta sẽ móc vào cái vị trí này cho mình. Ở đây, các bạn móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, chúng ta móc lần thứ hai, 4 bính. Một mũi dời vào giữa hai cái cánh kế bên. Lần thứ ba, 4 bính. Một mũi dời vào cái vị trí này. Lần thứ tư, 4 bính. Một mũi dời. Sau cùng, lần thứ năm, 4 bính. Một mũi dời. Như vậy là lúc này chúng ta đã có được cái đế của lớp thứ hai. Các bạn sẽ móc vào từng cái cánh hoa cho mình. Để bắt đầu móc cánh đầu tiên, chúng ta sẽ móc vào cái dây móc kế bên, một mũi móc đơn. Sau đó là một bính. Các bạn móc tiếp cho mình 7 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Sau cùng là mũi móc kép thứ bảy. Sau đó chúng ta cũng móc lên một bính và một mũi móc đơn xuống phía dưới để có được cánh đầu tiên. Các bạn móc tiếp cánh thứ hai cũng giống như cánh thứ nhất. Chúng ta móc vào cái dây móc này một mũi móc đơn. Sau đó là một bính. Tiếp tục là 7 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Sau cùng là mũi móc kép thứ bảy. Tiếp tục cũng là một bính, một đơn xuống phía dưới để kết thúc cánh thứ hai.
Chúng ta móc tiếp cạnh thứ ba. Trước tiên cũng là một mũi móc đơn. Sau đó các bạn một bính hấp 7 kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Sau đó là một bính, một mũi móc đơn xuống phía dưới. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình cạnh thứ tư, một đơn, một bính, 7 kép, mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi móc kép thứ sáu, sau cùng mũi móc kép thứ bảy. Kế đến là một mũi bính, một mũi móc đơn. Các bạn móc tiếp cánh hoa sau cùng, cánh thứ năm, một đơn, một bính, 7 kép, mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, sau cùng là mũi thứ bảy. Tiếp tục là một bính. Và ở đây các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời xuống phía dưới để kết thúc cái lớp thứ hai này luôn. Chúng ta sẽ dùng kéo cắt bỏ cái phần dư thừa. Những cái chỉ thừa mà chúng ta trong cái quá trình móc nó dư ra như thế này, các bạn sẽ luồn cái kim móc kéo chỉ ra phía sau để giấu vào phía sau cho mình. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong cái bông hoa. Hai lớp, với mỗi lớp là 5 cạnh giống như thế này. Sau khi đã móc xong cái bông hoa, mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cách móc cái búp hoa và cái thân của cái cây. Ở đây chúng ta sẽ các bạn sẽ mặc định cái vị trí này là cái chỗ cái bông hoa. Thì như thế chúng ta sẽ móc từ cái vị trí này lên cho mình. Ở đây chúng ta sẽ móc trực tiếp vào cái thân túi. Sở dĩ mình móc trực tiếp vào cái thân túi bởi vì nếu như các bạn không móc trực tiếp vào cái thân túi thì khi chúng ta sẽ nối cái dây móc này vào cái thân túi bằng cái kim mai len thì cái hoa văn của chúng ta nó sẽ rất là xấu, nó không có đẹp. Ở đây mình sẽ móc tượng trưng một cái sợi dây móc xích dài khoảng là 10 mũi móc xích. Tùy vào cái chiều dài của mình mà các bạn có thể móc, thông thường là khoảng 20 mũi móc xích. Mà ở đây mình sẽ móc tượng trưng cho các bạn thấy 10 mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc nó tí xíu. Mũi thứ nhất. Các bạn móc tiếp mũi móc xích thứ hai.
Mũi móc xích thứ ba. Các bạn sẽ kéo cái kim móc nó nhẹ tay cho mình, đừng có kéo chặt quá. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi móc xích thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi thứ chín. Mũi móc xích thứ 10. Ở đây mình sẽ móc tượng trưng 10 mũi móc xích. Thông thường ở cái mẫu túi này chúng ta sẽ móc tất cả là 20 mũi móc xích. Nhưng ở đây mình móc trước tiên là 10 mũi móc xích cho các bạn dễ hình dung. Sau đó chúng ta sẽ móc tiếp lên 3 mũi móc xích nữa. 3 mũi móc xích này chúng ta sẽ không móc dính vào cái thân túi nữa. Sau khi móc xong 3 mũi móc xích, các bạn bỏ 3 mũi móc xích vừa móc, chúng ta móc vào cái chân móc xích thứ tư, 4 mũi móc kép cùng một chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Chúng ta đã có được 4 kép cùng một chân. Các bạn bỏ cái chỉ thừa đi cho mình. Chúng ta đừng có bận tâm gì đến cái phần cái chỉ dư nữa. Các bạn sẽ để nó ở đây. Các bạn sẽ dùng chỉ khác màu. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái chân móc xích thứ ba. Các bạn móc cho mình 3 mũi bình. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Sau đó chúng ta sẽ móc lần lượt 4 mũi kép đôi chụm đầu. Các bạn móc mũi đầu tiên. Chúng ta sẽ chừa lại cái vòng chỉ sau cùng. Tiếp tục mũi kép đôi thứ hai vào chân móc kế bên. Chúng ta cũng sẽ xoay hai vòng chỉ đầu tiên. Mũi kép đôi thứ ba vào kế bên. Tiếp tục là mũi kép đôi thứ tư. Lúc này chúng ta có tất cả là 5 vòng chỉ nằm trên kim. Các bạn xoay kim, kéo chỉ qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Tiếp tục chúng ta móc lên 3 bính. Các bạn cũng sẽ luồn xuống phía dưới 5 cái vòng chỉ lúc nãy, kéo chỉ qua, móc cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn rút chỉ, dùng kéo cắt bỏ cái phần chỉ thừa này đi. Ở cái phần chỉ thừa mà chúng ta vừa móc lúc nãy,
các bạn sẽ dùng cái kim móc luồn nó vào phía sau. Chúng ta sẽ luồn cái kim móc và giấu cái chỉ thừa vào phía sau. Các bạn sẽ luồn từ từ tỉ mỉ cho mình, không có vấn đề gì hết. Cái phần chỉ thừa nào còn dư, chúng ta sẽ cắt bỏ nó đi. Và ở đây, các bạn sẽ tiếp tục dùng cái kim may quần áo. Chúng ta sẽ kết cái hoa của chúng ta vào cái thân túi. Kết móc kết rất là đơn giản nên mình sẽ không nói. Các bạn kết vào đây. Tương tự, chúng ta sẽ móc tiếp cái hoa còn lại cũng giống như thế. Chúng ta sẽ móc vào, dính vào cái thân túi luôn. Để cái hoa văn của chúng ta nó sẽ không có bị bung hoặc là nó sẽ đẹp hơn. Như vậy là lúc này mình đã vừa móc được 4 cái búp hoa trang trí cho cái miệng, cái thân túi. Và đây là cái hoa mà chúng ta vừa móc lúc nãy, các bạn sẽ kết vào đây. Và ở đây các bạn có thể chuẩn bị cho mình thêm một cái hạt cườm để làm cái phần nhĩ hoa. Như vậy là chúng ta đã vừa trang trí cái phần cái thân túi xong. Và đây là cái nắp túi ở phía trên mà lúc nãy mình đã vừa kết vào. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái cúc áo để kết vào đây, để gài cái nắp túi lại. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong các bạn kết móc cái túi đựng iPad. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn tất.